Ở đây thì tôi có một cây bạc hà chanh xả Lemon Balm, một loại cây mà được nhập khẩu từ Nga. Mùi của nó thì rất là thơm và dễ chịu. Loại cây cỏ xứ ôn đới này thì hay ở chỗ là bén rễ rất là tốt ở đồng bằng sông Cửu Long. Mà lạ hơn nữa đó là giúp cho nông dân vùng đất phèn phát triển kinh tế. Hôm nay ông Trước trồng thêm một loạt cây bạc hà chanh xả sau lứa đầu trồng cách đây nửa năm đã mang lại hiệu quả. Đất phèn kén cây, trồng mía thì thối đỏ thân, trồng quýt thì bạc lá, đến loại cây ngắn ngày này mới cảm thấy yên tâm. Chứ gọi là trồng mía với trồng quýt thì nó thất ấy là thất thu, bây giờ sang trồng một cái đó là bạc hà thấy có rất là kết quả hơn. Đất phèn chiếm đến 40% diện tích đất nông nghiệp tại Hậu Giang, giải quyết bài toán cây trồng phù hợp thổ nhưỡng. Loại cây này còn hướng đến diện tích chuyển đổi đất mía kém hiệu quả. Tại Hậu Giang, ngoài thành phố Vị Thanh, còn có 3 huyện khác cũng đưa các loại bạc hà vào trồng thực nghiệm, có cả sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ cao. Rau bạc hà trên xã này tương đối dễ trồng, chỉ cần bà con nông dân lên liếp cao để tránh bị úng nước khi mưa lớn và chăm sóc phân bón cũng ở mức độ vừa phải. Nó thì có thể đưa cây rau bạc hà chanh này vô trồng xen trong vườn cây ăn trái hay là đất mới vừa lên liếp. Nó thì để nông dân lấy cái ngắn nuôi dài trong khi chờ cái cây ăn trái nó phát triển lớn lên. Dự án trồng và nhân rộng chế biến các loại dược liệu mới được Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang thực hiện từ 2 năm nay. Bên cạnh bạc hà chanh xả, bạc hà min còn có các loại hương nhu. Hiện tại chúng tôi cũng đã nghiên cứu thành công cái quy trình trồng và chiết xuất làm sao để cho cái chất lượng tinh dầu đạt tối ưu nhất trong cái điều kiện của tỉnh Hậu Giang. Bước đầu thì chúng tôi đã làm được có một số cái sản phẩm sau khi thu hoạch, như là chúng ta chiết tinh dầu làm trà, và đồng thời thì chúng tôi đang cho một số cái nghiên cứu để làm nguyên liệu cho ngành cái công nghiệp chế biến, như là làm kem đánh răng, làm kẹo, nguyên liệu cho chế biến một số bánh kẹo. Ngành chức năng hiện nay đang sản xuất cây giống các loại dược liệu theo phương pháp cấy mô tế bào thực vật để có thể sản xuất hàng loạt, đồng đều, sạch bệnh, cung cấp cho bà con địa phương trong thời gian sắp tới. Nơi đây cũng thu mua sản phẩm cho bà con với mức giá 20.000 đồng một ký. Như là cây giống bạc hà chanh xả này thì có giá là 3.000 đồng một cây. Và theo các nông dân mà đã trồng thử nghiệm thì sau khi trồng ổn định khoảng 2 tháng là đã có thể thu hoạch lá theo chu kỳ mỗi tháng một lần. Và năng suất trung bình là từ 2 tới 4 tấn một hecta nếu thu hoạch theo chu kỳ này. Hiện nay 25 kg lá tươi sẽ chiết xuất được từ 15 tới 20 ml tinh dầu. Kết quả kiểm nghiệm trong tinh dầu bạc hà chanh xả Lemon Balm tại các vùng trồng ở Hậu Giang cho ra kết quả khả quan. Hoạt chất polyphenol tổng chiếm 16%. Đây là hoạt chất oxy hóa cao để ứng dụng vào ngành y với đặc tính kháng khuẩn và là nguyên liệu cho ngành dược, ngành công nghiệp chế biến. Vâng, cây dược liệu bước đầu đã mang lại khả quan cho người nông dân, và tôi còn nhìn thấy là tiềm năng đầu ra cho sản phẩm này nữa, đó là việc đa dạng hóa sản phẩm từ dược liệu. Tôi thấy có rất nhiều sản phẩm mà việc chế biến sâu là cụm từ mà chúng ta đã nói rất nhiều khi mà muốn tăng giá trị hàng hóa nông nghiệp, đúng anh Long? Đúng là như thế ạ. Đã có gần 10 sản phẩm khai thác giá trị từ tinh dầu bạc hà được nghiên cứu ra tại Hậu Giang. Nếu mà xét ở một góc độ khác, không chỉ dược liệu có thể đa dạng hóa như là những sản phẩm trong câu chuyện vừa rồi, mà nông sản nếu biết khai thác cái đặc tính dược liệu của nó thì cũng có thể có thêm nhiều sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Từ củ gừng tươi đã có thể chế biến ra bột gừng sấy lạnh, tinh dầu gừng, trà gừng hòa tan mật ong, gừng lâm men. Gừng là một loại gia vị nông sản thông thường, nhưng mà chỉ cần qua một bước chế biến thôi, chiết ra được tinh dầu gừng thì lúc này tinh dầu gừng đã là một loại dược liệu rồi. Thì tinh dầu gừng ứng dụng vào các công ty dược, họ sẽ sản xuất ra được là thuốc chống nôn, thuốc chống say tàu xe, hoặc là các loại thuốc ho thì đều có cái thành phần, thuốc ho thảo dược thì có thành phần tinh dầu gừng trong đó. Thì lúc này tinh dầu gừng nó mang một cái giá trị của khoa học ứng dụng vào nông sản, và cái giá trị của tinh dầu gừng hiện nay về giá thị trường rất là cao. Thưa quý vị, nếu biết cách chế biến và khai thác đúng cách thì những nông sản có giá đôi khi chỉ vài ngàn một ký thì nay đã tăng về giá trị kinh tế, hiệu quả sử dụng và hạn dùng của sản phẩm. Ví dụ như cây xả thôi ạ, nay chúng ta có thể làm được nến, làm tinh dầu, xà bông có thành phần xả, hay là nhang làm từ xả.
Gừng và sả chỉ là hai trong số nhiều ví dụ. Hiện nay, các đơn vị ở đồng bằng sông Cửu Long đã cập nhật nhiều công nghệ chế biến để có thể đáp ứng các yêu cầu đơn hàng, thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, khi đều có xu hướng tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc cây cỏ, dược liệu. Tuy nhiên, đây vẫn còn là ngành mới trong việc thương mại hóa. Có thể nhiều người biết được dược tính của rau diếp cá, rau đắng đất, nhưng để biến thành các sản phẩm chế biến thì lại là chuyện khác. Bây giờ nó là một cái xu hướng rất mới và là một cái con đường để mà những dược sĩ hay là những doanh nghiệp khởi nghiệp mà có mong muốn làm về nông nghiệp thì sẽ suy nghĩ tới. Bên cạnh đó cũng cần bổ sung thêm các tiêu chuẩn quy định về các loại dược liệu để làm cơ sở cho các sản phẩm hay các công trình nghiên cứu. Ví dụ như hiện nay, Việt Nam vẫn còn chưa nhiều tiêu chuẩn cho chất lượng của một số loại tinh dầu.